V-League 2023 hạ màn tối qua, 27/8, với ngôi vương thuộc về câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hà Nội FC và Viettel lần lượt đứng ở hai vị trí tiếp theo. Câu lạc bộ Thanh Hóa xếp thứ tư, không giành huy chương nhưng vẫn sở hữu thành tích đặc biệt mà không đội bóng nào khác đạt được. Đội bóng xứ Thanh là câu lạc bộ duy nhất ở V-League 2023 bất bại trên sân khách. Trong lịch sử V-League, chưa từng có đội bóng nào khác trải qua một mùa giải không thua trận nào trên sân của đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov thi đấu 9 trận xa nhà mùa này. Họ có 3 chiến thắng trước câu lạc bộ Khánh Hòa, câu lạc bộ Bình Định và câu lạc bộ Hải Phòng. Trong 6 trận còn lại, câu lạc bộ Thanh Hóa đều bất phân thắng bại với đối thủ. Bruno Cantanhetia và đồng đội ghi được 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 lần. Thầy trò ông Veliza Popov giành được 15 điểm khi thi đấu trên sân đối thủ, tương đương gần 50% tổng số điểm họ đạt được ở V-League 2023. Trong khi đó, trên sân nhà, câu lạc bộ Thanh Hóa đá 11 trận nhưng thua đến 5 trận, thắng 5 trận và hòa 1 trận, giành được 16 điểm. Câu lạc bộ Thanh Hóa là hiện tượng thú vị ở V-League 2023. Dưới sự dẫn dắt của ông Veliza Popov, đội bóng xứ Thanh có lối chơi ấn tượng, cống hiến. Các ngoại binh chất lượng cũng góp phần không nhỏ giúp câu lạc bộ Thanh Hóa có thành tích tốt mùa này. Tuy nhiên, lực lượng của đội bóng này vẫn yếu và thiếu so với các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch. Do đó, câu lạc bộ Thanh Hóa tụt lại phía sau 3 đội đầu bảng trong giai đoạn cuối mùa giải. Kết thúc mùa giải V-League 2023, câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ nghỉ 10 ngày trước khi tập trung trở lại vào ngày 7 tháng 9. Đội bóng xứ Thanh sẽ công bố hàng loạt tân binh nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.